Xin chào mọi người. Tiên ở Tiên Store hàng chuẩn cho tựa đánh xét nha. Bữa nay mình giới thiệu với các bạn, giới thiệu rồi chứ không phải bữa nay mới giới thiệu nhiều lần rồi, là cái máy xe tiêu tự động. Nó là tự động, là có nghĩa là nó gắn pin vô nó tự động á, nó mình bấm nút là nó tự xoay chứ không phải lấy tay xoay 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 nữa. Đây, hàng mới về hôm trước nay mình có nhiều kiểu khác. Hai cái mẫu này là hai cái mẫu đầu tiên hết mình có mà các chị, các cô chú anh em á, rất là thích là cái màu inox với cái màu đen. Hơn một năm mà nó không có hàng, nó chỉ có những cái mẫu kiểu dáng khác thôi. Hôm nay có nó có lại hàng à, cho nên mình về hàng. Felix, Felix ra đóng cửa giùm mẹ đi. Felix. Ôi trời, nó đi vô nó không đóng cửa, để tiền đi đóng cửa cái. Rồi, thằng khỉ gà phá mà không có đóng cửa cho mẹ gì hết. Rồi thì có mình nghĩ thì cái này nó rất là đơn giản, mình chỉ hướng dẫn sử dụng sơ một lần tháo ra vô, nhưng mà sao mà có mấy chị mua về mà cũng không biết sử dụng, cứ hỏi này nọ đó, cho nên Tiên mới quay hướng dẫn sử dụng là một lần nữa. Có thể đối với mình thì Tiên quen thì là nó dễ, có thể là mình với người khác người ta chưa sử dụng hoặc là mở sử dụng lần đầu thì là nó khó ha. Cái này cũng không nói là ai thông minh hơn ai, ai giỏi hơn ai gì, mình chỉ đơn giản mình quay hướng dẫn sử dụng lại thôi. Đây, nó cũng chả có gì gọi là phải hướng dẫn sử dụng, nhưng mình nói vậy đi cho nó, tiền cũng không đủ tiếng Việt để nói nữa. Rồi bây giờ tiền cắt nó ra. Ở trên này mọi người sẽ nhìn thấy ở trong hàng của Đức á, thường cái nào mà xài pin á, nó sẽ gắn pin sẵn. Ví dụ như cái này là máy xe tiêu tự động này của hiệu Silvercrest này, của Silvercrest nè, này là hiệu của tiệm khác, nhưng nó sản xuất và nó nhập hàng vô Đức, nó bán ở thị trường Đức thì nó phải theo tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng của Đức, cho nên mọi người yên tâm nha. Thì nó có sẵn trong này là 6 cục pin, gọi là pin tiểu, pin này mình gọi là pin 3A, chắc là pin 3A đó, nó có sẵn hết rồi. Mọi người xài một cái pin này nè, gắn vô trong máy xài, nhà Tiên xài gần 2 năm chưa hết nha. Tùy theo mức độ xây nhiều xây ít, xây như nhà hàng xây mỗi ngày một ngày xây nhiều tiếng này nọ thì Tiên không bảo đảm. Còn nếu mà gia đình xài thông thường mà nhà Tiên cũng được gọi là Tiên hay rất là thích ăn tiêu, bỏ cái gì cho nó tiêu cho nó thơm á, thì Tiên xài gần 2 năm mà cái pin á, pin của Đức nó vẫn chưa hết. Tới bây giờ cái máy vẫn chưa hết. Thì mọi người mở ra, trong này mọi người sẽ thấy có cái quyển sách hướng dẫn sử dụng. Đây là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng nha. Trong này nó gồm có rất là nhiều thứ tiếng ha. Đầu tiên à, sản xuất tại Đức thì có tiếng Đức trước, tiếng Đức, tiếng Áo ha. Áo thì nó tiếng Đức hơi tương tự, tiếng Áo nó nói tương tự tiếng Đức. Tại vì bên Áo thì nó nói giọng accent hơn. Bữa Tiên có qua Áo thì người ta nói cr nhiều hơn chút xíu. Rồi tiếng Pháp, Belgian, Belgian là nước Bỉ đó. Nước Bỉ nó cũng có một phần nói tiếng Pháp. Rồi Hòa Lan, Poland. Rồi tiếng SK, DK, Đan Mạch rồi này nọ đó. Rồi tiếng Anh, rồi Netherlands là tiếng Hòa Lan. Nói chung là nó có rất nhiều thứ tiếng ở đây ha. Và nó có cái code nè, mình scan code vô là mình thấy là đây là của sản xuất cho cửa hàng Lidl ở Đức. Thôi mấy cái thông tin này cũng không cần. Nhưng mà đây, người ta mình thường mình không biết tiếng á, mình lật vô mình coi hình vẽ. Đây, nó hướng dẫn là cách gắn pin, rồi cái đầu ở trên mở ra, rồi ở dưới là cái phần để bỏ tiêu vào, rồi này nọ gì đó. Đó, có hình hướng dẫn sử dụng hết. Nói chung không biết sử dụng thì mình coi cái hình ảnh này nọ cũng được. Đây là nói trường hợp là các bạn tự mua về tự coi, còn nếu không thì coi video hướng dẫn của Tiên cũng được, không có sao hết trơn. Rồi bây giờ hướng dẫn ha, để cái pin với cuốn sách này qua một bên. Rồi cái nắp, cái hộp Tiên cũng để qua một bên luôn. Rồi bây giờ đây Tiên phải quay camera gần, rất là gần luôn để cho các bạn các anh chị nhìn thấy. Ở đây có cái hình ổ khóa là nó đang khóa và bên này thì là mở, đúng chưa? Đây thì có cái mũi tên, nó đang ở cái này, bên này là ở bên khóa nè, che lại cho nhìn thấy. Còn ở bên này á, thì là mở, có nghĩa là một tay giữ thân dưới, một tay giữ thân trên, xoay nó qua bên đây là đang mở ra.
Đây là mở ra đúng chưa? Rồi, nếu để đây, cũng để vô cái khớp mũi tên nó kề ra là thẳng hàng như dưới này. Và xoay qua bên phải là đóng lại. Nè, mình nhìn thấy ổ khóa bên đây là đóng, bên đây là mở. Đây, mở. Rồi, đây, đóng. Đơn giản thấy không? Mở rất nhẹ nhàng, gọn gàng. Chứ có nhiều chị nó mua về sao không biết mở, mở hoài mà không được. Nó phải có cái khớp của nó nha. Rồi, mở ra. Đây là gắn pin vô. Ba cục bên này, đây là nó để là pin 3A. Dấu cộng, dấu trừ, đầu dương, đầu âm. Đó. Bên này 3 là tổng cộng 6 cục. Đây, 6 cục người ta có đầy đủ cho mình đây. À, thấy không? Cầm theo 6 cục. Rồi. Còn xong nữa, tháo cái này ra luôn. Thì là để tiêu vô đây. Ở bên này á, người ta không phải là chỉ xay tiêu mà người ta xay muối nữa. Đây, như cái hình ở trên máy này nè. Muối hộp nữa. Đó. Người ta ăn bên này nó chuộng ăn muối hộp hơn. Là bởi vì trong cái muối hộp á, nó có nhiều chất iốt, rồi nói chung là nó khoáng chất nhiều hơn là cái muối mà đã qua xử lý nó mịn rồi. Thì ở bên này người ta không thích cái muối thường, nó quá chất hay là qua xử lý rồi thì người ta không thích. Ở bên này người ta thích gì về bio, về thiên nhiên nhiều hơn. Cho nên, ê, mẹ đang quay sao tắt đèn của mẹ? Trời ơi, tự nhiên tắt đèn của tôi gì trời. Xin lỗi mọi người, về lý nó đi ra nó tắt đèn. Bây giờ là ban ngày, nhưng ở Đức ban ngày vẫn phải mở đèn trong nhà nha mọi người. Bởi vì bên ngoài đang là 2 độ và tối thui, không có ông mặt trời đâu trơn á. Cho nên phải mở đèn. Mình đang nói tới cái vụ muối hộp. Xin lỗi nha, già cả hay quên. Ở bên này người ta rất là thường ăn muối hộp, cho nên người ta nhà nào hầu như 99% nhà nào cũng phải có máy xay tiêu và xay muối. Nó có hai máy, một là xay tiêu và một là xay muối. Còn Việt Nam thì muối thì mình thích ăn muối, người ta đã tẩy trắng sẵn rồi, nhưng ở bên này không có. Muối, nói về muối nó còn có mấy chục loại muối nha. Cái đó để bữa nào đi vô chợ mình quay cho rất nhiều loại muối, muối hồng, muối trắng, muối gì tá lả tùm lum hết trơn á. Mình chưa có nghiên cứu kỹ về vấn đề này để bữa nào vô chợ quay cho mọi người thấy. Rồi thì chỗ này là để tiêu, tiêu hạt nha. Hoặc là muối vô. Đó. Thì mỗi lần để thì nó được có nhiêu nè. Nhưng mà đừng có tưởng nha, nó rất là nhiều đó. Mỗi lần xay mình ăn tí tí thôi, đâu có quá nhiều vậy. Rồi, ở đây nó có cái lỗ nè, thấy chưa? Cái lỗ nè, rồi gắn nó vô. Cái lỗ theo cái hình đó nè, giống như hình hình chữ nhật vậy đó. Thì gắn theo cái form của cái máy. Đó, gắn nó vô đây, đúng chưa? Rồi. Cái này nó bao lại như giống như từ đầu bao lại cho nó vô cái khớp này. Đó, rồi là gắn cái cục lại. Rồi khi mình hoạt động thì bấm nút ở trên này. Đó, tại vì tiên chưa gắn pin cho nên không có bấm được. Pin nó còn hỏng ngoài. Ở nhà có một cái rồi cho nên tiên không có mở cái này ra xài nữa. Tiên chỉ hướng dẫn sử dụng mọi người thôi. Còn dưới này xay nhưng mà ở đây nó chưa ra tại vì có cái nắp nó giữ lại. Để cho nó sạch sẽ, mình để lên bàn ăn luôn vậy nè. Khi nào cần thì hoặc là để kế bên ở kệ bếp đó. Khi nào cần xay thì cầm lên rồi gì nó đó. Khi là xong thì nó sẽ ra đây nè. Phải mở nắp thì nó mới rớt ra những cái hạt ở đây nha. Đây, thì mở nắp này nó mới ra. À, ở đây nó chỉnh, ở đây nó có chỉnh ra lỗ ra nhiều ra ít nè. À, theo cái mức độ chấm to chấm nhỏ nè, lỗ lỗ to lỗ nhỏ ra nhiều ra ít đó. Đó, bình thường á nếu mình xài xong mình để lên bàn thì mình đóng nắp cho nó sạch sẽ nha, để cho nó rớt cái phun mờ ra ở trên bàn. Sao chơi game gì mẹ không biết. Thôi đừng phiền, mẹ đang quay video đó. Mình để như vậy nè, rồi khi nào mình xay á thì nhớ lấy cái nắp ra nó mới rớt ra nha, chứ cái nắp bậy giữ lại thì nó không có rớt ra được. Rồi đơn giản chị vậy thôi đó, không có gì nói nữa trơn luôn, không biết nói gì luôn á. Chỉ đơn giản thôi ha. Thì nó có hai màu, đây tiên cho mọi người nhìn thấy. Đây là cái màu inox. Còn một cái còn lại thì nó màu đen. Màu đen thì nó đen bóng, metallic, nó cũng đẹp lắm. Rồi, các bạn anh chị có nhu cầu thì hoặc là cần tư vấn thì comment trực tiếp ở dưới cái kênh Bà Mẹ Đẹp Vlog của tiên. Hoặc là vô cửa hàng Facebook bán hàng của tiên là Tiên Store, hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z, hay là hàng gia dụng Đức. Còn không nữa, muốn nhanh gọn lẹ trực tiếp thì là
vào cái trang website tiên www là www.tienstore.net. Có số điện thoại ở Việt Nam, nhắn Zalo hay gọi trực tiếp cũng được. Tại Tiên ở bên Đức này, nhắn nhiều khi Tiên không có trả lời liền được. Mong các bạn thông cảm ha. Đây, đây là màu đen, đây là màu inox, tùy theo mình thích loại nào. Rồi, ok. Các bạn, các anh chị có cần hỏi tư vấn gì thì cứ nhắn nha. Không mua cũng không sao nha. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.